Một thời từng được xem là niềm tự hào của thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, nhưng các sân khấu kịch hiện đang rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn. Chi phí tăng cao trong khi lượng khán giả thì ngày càng giảm. Đâu là nguyên nhân của tình trạng này và lối thoát nào cho nền kịch nói thành phố? Chúng tôi xin mời quý vị tìm hiểu qua phóng sự ngay sau đây. Cách đây chừng một vài năm thì kịch nói từng được xem là lựa chọn giải trí hàng đầu của công chúng thành phố Hồ Chí Minh. Khán giả nếu muốn có một chỗ ngồi đẹp trong mỗi suất diễn thì thường là phải đặt chỗ từ sớm, và không thì phải nhờ người quen của đoàn kịch mua vé dùm thì mới có thể có được. Vào thời điểm đó, thành phố Hồ Chí Minh nở rộ các sân khấu kịch mới, còn các sân khấu lớn thì phát triển thành chuỗi các sân khấu kịch, chẳng hạn như chuỗi kịch Hồng Vân, chuỗi kịch IDCAF đều có đến 3 sân khấu. Các vở diễn đình đám như Người Vợ Ma, Quả Tim Máu, Bí Mật Vườn Lệ Chi, Hợp Đồng Mãnh Thú đều có sức sống mãnh liệt nhiều năm trời mà vẫn đầy sức hút. Thế nhưng khoảng một năm trở lại đây thì thị trường sân khấu kịch bắt đầu giảm sức nóng, các sân khấu kịch hoạt động một cách cầm chừng, còn mật độ dựng vở mới thì thưa dần. Điều gì đang xảy ra đối với các sân khấu kịch tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay? Sân khấu kịch thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì đang rơi vào trong một cái tình huống là ráng gồng gánh để mà duy trì sáng đèn bởi tác động những bộ môn nghệ thuật khác xuất hiện rất nhiều, đó là truyền hình thực tế cũng như là các bộ phim truyền hình cũng như là phim chiếu rạp. Thì tôi thấy rằng là không chỉ có sân khấu kịch mà ngay cả sân khấu ca nhạc cũng đang rất là khủng hoảng. Bởi vì bây giờ người ta chỉ cần ngồi nhà, người ta mở đài lên cái là có thể xem được tất cả các chương trình mà không tốn kém. Từ khi chúng tôi dọn sân khấu từ nhà thiếu nhi thành phố 36 Lê Quý Đôn mà về 139 Bắc Hải quận 10 đó, thì cái lượng khán giả đến là có giảm hơn, và giảm hơn cũng khá nhiều. Tôi nghĩ là đó là do từ cái khách quan của sân khấu mình cộng với cái tình hình khó khăn của trong cái kinh tế mà hiện tại thành phố chúng ta cũng đang thường nhắc đến trên các phương tiện truyền thông. Các sân khấu kịch khác cũng không khả quan hơn. Bà bầu Hồng Vân cho biết sẽ đóng cửa sân khấu Phú Nhuận nếu tiền thuê mặt bằng tăng. Sân khấu IDCAP thì đang chứng kiến doanh số giảm đến một nửa, còn sân khấu Minh Béo đang phải bù lỗ. Lo toan nhiều nhất chính là các bầu show, khi họ vừa phải lo kinh doanh, đảm bảo sáng đèn mỗi đêm, vừa lo chất lượng nghệ thuật mỗi vở diễn. Thiệt là trong giai đoạn này cũng rất là khó. Đa số những dân ngành sân khấu làm nghề, yêu nghề thì tiền không cách xê, không có nhiều. Ngay cả những người bầu xô tổ chức, những người tổ chức ra sân khấu thì cũng đi vay mượn thuê mặt bằng. Hàng đêm mà cứ mở đèn sáng đèn lên thì người ta nghĩ là phải bán được bao nhiêu vé để đủ cái trang trải cho một đêm biểu diễn hay không. Cũng có ý kiến cho rằng những khó khăn của sân khấu kịch hiện nay là do chất lượng kịch bản chưa cao, khiến khán giả không mặn mà. Tuy nhiên, nghệ sĩ Mỹ Uyên cho rằng mỗi sân khấu đều có màu sắc riêng, từ hài kịch, chính kịch cho đến kinh dị vân vân, nhưng rõ ràng là có sự giảm sút về khán giả ở mọi thể loại. Thậm chí ngay cả có tiền để đầu tư một vở diễn lớn thì cũng không lấy gì đảm bảo là doanh thu sẽ cao. Gần đây có những bài báo đánh động là sân khấu Phú Nhuận sẽ nghỉ không diễn, cũng như là sân khấu Minh Béo bị bù lỗ, cũng như là sân khấu IDCAP có khi cũng không đủ số lượng vé. Tôi là người trong cuộc, tôi cũng hiểu rõ. Trong những khó khăn chung của thị trường, nếu không muốn đóng cửa sân khấu, từ bỏ nghiệp diễn, thì mỗi sân khấu kịch đều phải nỗ lực tìm cách vượt qua những thách thức, chinh phục lại khán giả giữa lúc cạnh tranh trong lĩnh vực giải trí đang ngày càng trở nên gay gắt hơn. Vốn là sân khấu kịch lâu đời nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, sân khấu 5B thời gian này đang đóng cửa để sửa chữa. Bà bầu Mỹ Uyên cho rằng đây là điều cần thiết. Riêng sân khấu của 5B thì cũng đang cố gắng, đang đợi để tân trang nhà mới lại. Một phần là bây giờ cái chỗ nào người ta cũng tiện nghi hết, mình thì cũ kỹ thì cũng nên tân trang nhà mới lại. Và bên cạnh đó, thời gian chuẩn bị để sửa chữa tân trang lại thì mình tìm nguồn kịch bản. Cũng nói về kịch bản, đại diện sân khấu Hoàng Thái Thanh cho rằng luôn nỗ lực quảng bá, nhưng cách quảng bá tốt nhất chính là chất lượng kịch bản. Cái marketing thì chúng tôi đã làm trong suốt thời gian từ khi bắt đầu cho tới bây giờ là năm thứ 6, thì tất cả những cái gì chúng tôi có thể giới thiệu, có thể quảng bá được thì chúng tôi đã làm. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái điều mà marketing, cái điều quảng bá tốt nhất chính là chất lượng của tác phẩm cũng như là chất lượng mà từ sân khấu gửi đến khán giả. Còn về phần chất lượng thì chúng tôi cho rằng mỗi năm thì chúng tôi chuyên nghiệp hơn. Ngoài ra, các sân khấu cũng cho biết sẵn sàng kết hợp với trường học để dựng vở phục vụ nhu cầu giảng dạy văn học lịch sử cho học sinh với ưu đãi đặc biệt.
Là khán giả trung thành của sân khấu Hoàng Thái Thanh, bà Phạm Bích Thọ tỏ ra khá tâm tư khi nói về tình trạng sân khấu kịch hiện nay. Tôi thấy là lấy làm buồn khi mà những ban nhạc này, ban nhạc nọ từ các nước sang đến Việt Nam thì nó đông đến thế, gào khóc, chen chúc nhau trong cái sân vận động. Trong khi một cái khán phòng, một cái kịch bản hay như vậy thì người ta không quan tâm. Cho nên tôi cũng lấy làm buồn cho những cái nơi mà diễn chính kịch. Những khán giả như bà Thọ đã tạo động lực để các sân khấu nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn này. Có những khán giả đã yêu thích, đã đến, đã khán giả trung thành, đã yêu mến và đã bỏ tiền mua chiếc vé. Cho nên chỉ vì như thế mà chúng tôi phải ráng duy trì. Chúng tôi vẫn cứ chèo chống để mà qua cơn lũ này thôi. Và bây giờ chèo không nổi nữa thì thôi. Tuy nhiên nếu cứ để các sân khấu tự chèo chống trong một môi trường ngày càng khó khăn thì khả năng vực dậy sân khấu kịch như thời Hoàng Kim cách đây chừng 5-7 năm là điều bất khả. Các sân khấu kịch đang rất cần sự hỗ trợ từ phía nhà nước với những chính sách ưu đãi giúp họ vượt lũ. Tôi thấy nhà nước cũng nên hỗ trợ về kịch nói, lãnh đạo thành phố cũng nên ngó về một chút xíu là hỗ trợ về cái phần mà giống như là cơ sở mặt bằng hay là về cái phần gì đó để người ta còn nuôi quân, để còn giữ quân, để mà nghệ sĩ người ta thấy là người ta được ưu ái hơn. Ý kiến mà cho rằng rất cần những cái sự hỗ trợ của nhà nước thì chúng tôi đã khẩn thiết để mà nêu lên ý kiến, nguyện vọng rất nhiều. Cũng như các nước thôi, chúng tôi thấy là cái chuyện là với nghệ thuật là một cái loại hình, nhất là về sân khấu nữa, thì đó là một trong những cái nét đẹp văn hóa của một thành phố, của một quốc gia, của một dân tộc. Thì chính những cái điều đó là cái điều mà chúng ta cần phải quảng bá. Cả nước đều nhìn vào Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có hoạt động sân khấu kịch mạnh nhất. Nhưng liệu có mấy người hiểu rằng đa số họ đều là những nghệ sĩ đang phải ra sức gồng gánh, không chỉ là chuyện mưu sinh mà còn là giữ lửa nghề, giữ gìn tinh hoa văn hóa dân tộc.